Thưa quý vị và các bạn, chương trình hòa nhạc đặc biệt mang tên Chúng tôi đã trở lại đã đem lại nguồn năng lượng tích cực cho khán giả, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của các nghệ sĩ sau ảnh hưởng bởi đại dịch COVID. Chương trình được tổ chức thay cho lời cảm ơn tới tập thể các y bác sĩ, quân đội nhân dân Việt Nam và tất cả những người ở tuyến đầu chống đại dịch COVID. Chương trình có sự liên kết của ba dàn nhạc lớn Việt Nam, dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, dàn nhạc giao hưởng Hà Nội và dàn nhạc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, với sự tham gia của hơn 130 nghệ sĩ hàng đầu trong ngành âm nhạc Hàn Lâm. Chúng tôi đã trở lại, một lần nữa khẳng định đẳng cấp trình diễn và sự sáng tạo cũng như những thông điệp âm nhạc mà ba dàn nhạc muốn gửi đến khán giả. Đồng thời cũng đã mang tới cho quý vị khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ cổ điển, sang trọng đến hoành tráng đồ sộ như trong những ngày đại lễ hội, đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của âm nhạc cổ điển Hàn Lâm Việt Nam sau thời gian tương đối dài nghỉ trệ do tác động của đại dịch. Ngay sau đây, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những tiết mục đặc biệt trong chương trình. Thank you.
Thank you.
Thank you.